Anh chị dùng iPhone, trên iPhone anh chị có dùng tài khoản Google và bây giờ anh chị đã quên mật khẩu tài khoản Google. Anh chị muốn lấy lại, cách lấy lại rất là đơn giản. Anh chị làm như sau. Đây là hướng dẫn chung nên em sẽ hướng dẫn anh chị cách lấy lại tài khoản Google đơn giản nhất và anh chị nào cũng có thể làm cách này. Đầu tiên anh chị vào Safari. Sau đó anh chị vào Google, anh chị bấm vào google.com. Sau khi anh chị bấm google.com thì anh chị bấm đi. Nó hỏi anh chị có muốn dùng trình duyệt Google không? Anh chị bấm không, cảm ơn. Bây giờ anh chị bấm vào chữ đăng nhập trên cùng bên tay phải. Tiếp theo anh chị bấm tài khoản Google của anh chị vào. Đây là tài khoản Google nên đuôi a@gmail anh chị có ghi hay không ghi cũng được, không sao cả. Sau đó anh chị bấm xong, anh chị bấm tiếp theo. Lúc này anh chị bấm xuống cái dòng quên mật khẩu. Anh chị kéo lên. Anh chị bấm số điện thoại của anh chị vào. Ở đây nó hỏi anh chị là muốn nhận mã xác minh cái số điện thoại ngày xưa anh chị đã liên kết với tài khoản Google để khôi phục hay không. Thì anh chị bấm vào đây. Anh chị bấm số điện thoại của anh chị vào. Sau đó anh chị bấm gửi. Ở cái chỗ số điện thoại này anh chị phải bấm cái số điện thoại của anh chị, chứ không phải anh chị bấm cái số điện thoại mà em vừa bấm. Mà anh chị dùng số nào liên kết nó có đề xuất thì anh chị bấm vào. Sau đó anh chị nhận cái mã. Ở đây là anh chị nhận cái mã của Google gửi đến. Và anh chị nhập cái mã này vào. Và anh chị bấm tiếp theo. Anh chị bấm cập nhật mật khẩu. Lúc mà anh chị thấy cái giao diện này, anh chị bấm cập nhật mật khẩu. Anh chị tạo mật khẩu mới. Nếu trên trình duyệt xuất hiện một cái giao diện như thế này, hướng dẫn anh chị đặt mật khẩu, thì anh chị bấm vào chữ tùy chọn khác ở dưới cùng. Sau đó anh chị bấm chọn mật khẩu của riêng tôi. Bây giờ anh chị tạo mật khẩu. Anh chị bấm vào cái chỗ hiện mật khẩu ở đây. Và bây giờ em đặt lại mật khẩu. Anh chị nhớ không được đặt mật khẩu có tên trùng với tên tài khoản. Nghĩa là bây giờ là ngày 1 2, 3, 4, 5 A cộng. Ví dụ em đặt như thế. Anh chị đặt sao mật khẩu và tên tài khoản không trùng nhau. Đây là mật khẩu, còn đây là tên tài khoản không trùng nhau. Sau đó anh chị bấm xong. Lúc này anh chị đặt mật khẩu xong thì anh chị bấm lưu mật khẩu. Sau đó iPhone hỏi anh chị có dùng Face ID để đăng nhập mật khẩu cho cái Gmail này hay không. Nếu như anh chị dùng iPhone thì anh chị bấm tiếp tục, hay không tiếp tục thì tùy của anh chị. Và sau đó em không lưu, em cũng không lưu luôn, em cài thì tự động em nhớ. Bởi vì khi lưu vào chuỗi khóa thì khả năng bị hack iCloud thì mật khẩu cũng sẽ bị bại lộ. Tiếp theo anh chị kéo lên và anh chị bấm tiếp tục. Anh chị chọn không cảm ơn nếu có cái thông báo xuất hiện. Bây giờ anh chị đã đăng nhập thành công và anh chị đã lấy lại mật khẩu tài khoản Google của anh chị. Anh chị muốn xác nhận xem anh chị
đã đặt mật khẩu đúng hay chưa thì anh chị có thể đăng xuất ra và anh chị đăng nhập trở lại. Anh chị nhập tài khoản Google vào, sau đó anh chị bấm xong, anh chị bấm tiếp theo. Bây giờ anh chị bấm mật khẩu. Sau khi bấm mật khẩu, anh chị muốn biết có chính xác hay không, tích vào ô nhỏ ở bên hiện mật khẩu. Khi anh chị thấy mật khẩu chính xác, anh chị bấm tiếp theo. Bây giờ tài khoản Google hỏi anh chị có thêm số điện thoại để xác nhận hay không, hoặc là email khôi phục hay không, thì anh chị lại bấm cái số điện thoại mà anh chị đã thiết lập trước đó và bấm tiếp theo. Sau đó anh chị có email dự phòng thì anh chị bấm vào đây. Còn nếu như anh chị không có email dự phòng thì anh chị có thể bỏ, hủy, bỏ qua bước này. Bây giờ nó ghi là đã cập nhật thông tin khôi phục thành công. Sau đó anh chị bấm xong để hoàn thành. Bây giờ anh chị bấm vào cái tên tài khoản ở trên cùng. Lúc này thì anh chị thấy là chiếc iPhone của anh chị vừa đặt lại tài khoản Google thành công. Đó là cách lấy lại mật khẩu đơn giản nhất. Và bây giờ đến cách phức tạp hơn. Bây giờ thì anh chị cũng vào trong trang Safari, anh chị vào chữ đăng nhập, sau đó anh chị bấm tài khoản Google của anh chị vào. Anh chị bấm xong, anh chị chọn tiếp theo. Anh chị chọn quên mật khẩu, anh chị kéo lên. Ở đây nó kêu anh chị là bạn có thể sử dụng khóa truy cập để xác minh danh tính của bạn. Thiết bị có thể yêu cầu bạn quét mã QR trước khi dùng phương thức khóa màn hình. Do là anh chị đăng nhập sang một cái thiết bị khác nên nó kêu là anh chị phải xác minh. Thì bây giờ anh chị có thể bỏ qua cái bước này bằng cách là anh chị bấm thử cách khác. Tiếp theo, nếu như anh chị có đang sử dụng một cái điện thoại, nó sẽ có hai phương thức để anh chị xác minh. Một á, là anh chị bấm có trên điện thoại. Nếu như cái điện thoại này mà nó đang có tài khoản Google thì anh chị bấm có. Và cái phương pháp mà anh chị có thể dễ dùng nhất đó là nhận mã xác minh tại số điện thoại có cái đuôi là cái số mà anh chị thấy trên màn hình của anh chị. Thì với cái cách này anh chị chỉ cần là bấm vào cái số điện thoại thôi. Và bây giờ anh chị nhận được một cái mã. Sau đó anh chị điền vô. Đây là cái mã của Google, anh chị điền vào trong này. Và anh chị cũng đặt lại mật khẩu y như cũ, rất là dễ. Anh chị nhận cái mã vào. Bây giờ thì anh chị nhập một cái mã gửi vào cái mail. Nếu như mà anh chị có sử dụng một cái điện thoại khác và ở đây nó có một cái mail, thì anh chị mở Gmail ra. Anh chị tiến hành bấm vào trong cái ba gạch trên cùng, nó có cái ba gạch. Anh chị bấm vào là thư chính ở đây. Anh chị kéo lên mã xác minh Google này. Anh chị chọn vào. Anh chị kéo lên. Anh chị nhập cái mã ở trong mail vào. Sau đó anh chị bấm tiếp theo. Bây giờ thì anh chị tiến hành cập nhật mật khẩu. Anh chị tạo mật khẩu. Anh chị cũng bấm tùy chọn khác dưới cùng nha anh chị. Anh chị bấm chọn mật khẩu của riêng tôi. Bây giờ thì anh chị tạo mật khẩu. Anh chị bấm chữ hiện mật khẩu ở đây. Bấm xác nhận. Chữ cái đầu tiên anh chị nên viết hoa
Sau khi anh chị nhìn mật khẩu trên và dưới y chang nhau thì anh chị bấm lưu mật khẩu. Bấm lưu một khẩu một lần nữa để nó lưu vào trang này, hoặc là anh chị không lưu thì tùy. Anh chị chọn vào trong mục đổi mật khẩu. Bây giờ thì anh chị đã đổi mật khẩu thành công. Anh chị kéo xuống cuối cùng, anh chị chọn tiếp tục. Vậy là xong, anh chị đã đổi mật khẩu hoàn thành. Bây giờ thì em lại đăng xuất ra. Em tiếp tục làm cho anh chị một cái cách để quên mật khẩu nữa, bởi vì nó có nhiều cách. Bây giờ thì em sẽ bấm có trên điện thoại khác. Nếu như ở đây nó không có chỗ mà cái nhận mã xác minh này nó bị ẩn đi, thì anh chị bấm có trên điện thoại khác. Ở đây cái dòng có, cái chữ có nên đậm lên, thì anh chị bấm vào. Bây giờ thì anh chị thấy ở đây nó có một cái giao diện như thế này, thì anh chị kéo lên, anh chị bấm vào chữ có. Tiếp theo là nó kêu anh chị hãy kiểm tra cái điện thoại khác. Lúc này bên cái điện thoại khác nó hỏi anh chị là có đăng nhập tài khoản Google của mình không, hay là có phải đang cố gắng khôi phục tài khoản của mình không. Thì anh chị chọn vào cái chữ là vâng, đúng là tôi. Sau đó thì ở đây nó yêu cầu anh chị là nhập một cái mã. Cái mã chứa trong cái Gmail. Ở đây anh chị thấy là anh chị mở cái Gmail ra, là anh chị xem, anh chị trở lại. Ở đây là nó ghi là mã xác minh Google nè. Anh chị bấm vào, anh chị kéo lên, anh chị nhập cái mã mà anh chị vừa mới nhận vào. Sau khi nhập vào thì anh chị bấm tiếp theo. Anh chị bấm vào cập nhật mật khẩu. Anh chị tích vào ô vuông hiện mật khẩu và anh chị tạo một mật khẩu mới. Bây giờ thì anh chị tạo một cái mật khẩu nào mà anh chị dễ nhớ nhất. Nhưng anh chị nhớ là trong quá trình tạo mật khẩu xong thì anh chị nên ghi lại để tránh cái tình trạng lại quên, làm lại rất cực. Sau khi anh chị tạo mật khẩu xong thì anh chị nhớ bấm vào cái chữ lưu mật khẩu và anh chị bấm vào cái chữ đổi mật khẩu. Anh chị vuốt lên, anh chị bấm tiếp tục. Vậy là hoàn thành. Và kể từ bây giờ thì anh chị có một cái tài khoản Google với cái mật khẩu mới. Đây, nó hiện lên cái chữ quản lý tài khoản Google của anh chị là đã hoàn thành. Và video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.